Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại Quyền Lai Vung đến nhà vườn của chị Bích Nhung nha. Hôm nay sẽ có một số hoa kiển đa dạng các loại ha, nhiều loại giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi em chào chị. Mến chào quý cô chú và anh chị trở lại kênh Pháp Thái TV. Hôm nay cũng trở về nhà vườn của Bích Nhung cho Nhung gửi lời chúc sức khỏe đến quý cô chú và anh chị mình ha. Rất cảm ơn quý cô chú anh chị đã luôn tin tưởng và ủng hộ nhà vườn của Bích Nhung ha quý cô chú anh chị. Hôm nay em cũng có đa dạng mặt hàng ha quý cô chú anh chị. Hôm nay em có trà mi, có hồng thiên hương, có chuỗi ngọc em quên cái tên rồi, cũng đa dạng mặt hàng, có cây ăn trái nha quý cô chú anh chị. Rồi Nhung cũng rất mong quý cô chú anh chị mình xem clip và ủng hộ nhà vườn. Số điện thoại bên nhà vườn của em là 0334270232. Trong quá trình quay thì có gì sơ suất thì quý cô chú mình cũng thương tình bỏ qua nếu không thấy rõ về hình ảnh đó, thì quý cô chú mình có thể liên hệ qua Zalo qua số điện thoại 0334270232 thì em sẽ đi gửi thêm hình ảnh video cho mình tham khảo nha quý cô chú anh chị. Đầu tiên là một cây trang đỏ xưa nha quý cô chú, cây là thuần chậu rồi ha quý cô chú. Cây này thì em đã nuôi trong chậu này, em đã xử lý sạch đất hết rồi ha, mình không có cần gì hết nữa, về mình chỉ ngắm thôi. Chiều cao của cây là được 25, tán ngang là được 30, hoành thân của cây là được 17 ha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 1 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 200.000. 200.000 em sẽ bao phí vận chuyển, cây là em bao phần chậu 100% ha quý cô chú. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là một cây trang sen nhật nha quý cô chú. Cây thì đang tro lọc hoa trên cây ha. Cây này mình về tới nhà là mình ngắm hoa được một tháng sau nó mới có tàn. Chiều cao của cây là được 19, tán ngang là được 22, hoành thân là được 14 nha quý cô chú. Cái củ dưới này thì nó nở ha, củ nở tầm khoảng hai mấy ha. Rồi mã số 2 này em xin giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 200.000. 200.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình cây trang sen nhật nha quý cô chú. Hoa sen nhật thì nó rất là lâu tàn ha. Tiếp theo mã số 3 cũng là một cây trang sen nhật luôn nha quý cô chú. Chiều cao của cây là được 17, tán ngang của cây là được 22. Cây này thì nó hơi nhỏ, mình ép vô cái chậu mình để bàn mình ngắm ha. Hoành thì được 11 nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 3 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 150.000. 150.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha. Tiếp theo mã số 3 mà. Ủa xin lỗi, mã số 4. Mã số 4 là một cây siro nha quý cô chú. Cây siro cũng đã thuần chậu và đã được điểm dây rồi nha. Chiều cao của cây là được 17, tán như thế này em đo là được 36, hoành em đo ở vị trí này là được 20 nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 4 thì em xin giao lưu với quý cô chú mình là 200.000. 200.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho cây siro luôn nha quý cô chú anh chị. Mini bonsai của anh chị em, hàng để bàn ha, cũng rất là dễ thương. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 cũng là một cây siro luôn nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây mình là được 16, tán ngang như thế này là được 22, tán như thế này là được 36. Em đo ngay cái cổ nhỏ ha, ngay cái cổ nhỏ của mình là được 14, dòng cũ của cây là được 33. Mã số 5 này em xin giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 200.000. 200.000 sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 6 là một cây cốc thái nha, hàng mini đã được vô chậu này ha. Cây này thì dán bay nha quý cô chú, về mình cắt cái này nữa cho nó nuôi, mình nuôi cái cành này ra. Cây thì đang cho lọc có trái luôn nha quý cô chú. Cái dòng này nó dễ có trái ha. Chiều cao của cây là được 12, cái tán em đo từ đây xuống đây là được 60, hoành thân là được 14 nha quý cô chú anh chị. Hoành thân là được 14. Rồi mã số 6 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 300.000, em sẽ bao phí vận chuyển nha. 300.000 cho cây cốc thái mã số 6. Tiếp theo mã số 7 cũng là một cây cốc thái luôn. Cây này có xoắn xoắn. Chiều cao của cây này là được 20, tán như thế này em đo là được 35, hoành là được 13 nha quý cô chú anh chị. Cây này đã được ép chậu sẵn luôn ha. Rồi cái cây mã số 6, số 7 này em xin giao lưu giờ 300.000. 300.000 em sẽ bao gồm cả phí vận chuyển và cả chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 9 là một cây me chua nha. Một cây me chua, một có một cái thân rất là quái ha. Số 8. Ô mã số 8. Mã số 8 là một cây me chua. Củ sắn ha. Chiều cao em đo lên đây là được 29. Tán ngang như thế này là được 40. Tán bay ra đây là được 63. Hoành thân là được 18 nha quý cô chú anh chị. Hoành cũ của cây là được 41. Mã số 8 em xin giao lưu với quý cô chú mình là 600.000. 600.000 em sẽ bao phí vận chuyển nha quý cô chú anh chị. Cây đi sẽ rút chậu bó bầu cho mình nha.
cây rất là quái anh chị em. Tiếp theo mã số 9, mã số 9 là một cây khế chua ghép khế nhật nha quý cô chú. Cây thì đang cho trái ha, mới vừa hết một đợt trái này nó sẽ lên bông mới nữa rồi quý cô chú ơi. Bông mới thì nó sẽ cho trái nữa ha. Chiều cao của cây là được 38, tán ngang như thế này là được 48, tán xuôi xuống là được 42. Trái này đụng hồi chắc rụng luôn. Chín quá rồi. Hoành thân là được 21 các quý cô chú anh chị. Hoành thân của cây là được 21. Rồi mã số 9 em xin giao lưu với quý cô chú mình là 500.000, em sẽ bao phí vận chuyển cây đi rút chậu bó bầu nha quý cô chú. Trong quá trình những cái cây này đi có thể nó sẽ bị rụng lá nhưng mà nó không ảnh hưởng gì cây nha. Cây thuần chậu sẵn rồi. Tiếp theo mã số 10, mã số 10 là một cặp sim nha quý cô chú anh chị. Sim này mình về mình trồng là mình ăn trái được nha. Sim tím quý anh chị em. Sim tím mặt hoa nè, cây đang cho lọc hoa ha, về nhà là nó ra hoa là nó sẽ ra trái. Sim mình ăn trái được ha, sim người ta làm rượu sim nha quý cô chú. Chiều cao của cây là được 60 ha. Đó, hạ thử một cái tán như thế này nè, em lên một cặp nha, tán ngang của cây này là được 48 nha quý cô chú. Hoành thân nó là tầm ngón tay trỏ của em nha, tầm cỡ ngón tay trỏ. Một cặp như vậy em xin giao lưu với quý cô chú mình là 300.000. 300.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha quý cô chú anh chị. Đang lên kèm một cặp sim luôn nha, một cặp sim 300.000 mã số 10. Tiếp theo là mã số 11 là một cây trà mi nha quý cô chú anh chị. Hoa trà mi ha. Cây đang cho lọc trên cây ha quý cô chú. Chiều cao của cây là được 79. Tán như thế này là được 54. Hoành thân là được 7 nha quý cô chú anh chị. Cây này thoát thân được 20 ha. Cây cũng có cũ. Rồi mã số 11 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 350.000. 350.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha quý cô chú anh chị. Cây đang lên hoa quý anh chị em, đang hé nụ, hé nở ha. Cái mặt hoa trà mi thì nó rất là đẹp ha. Đây là mặt hoa trà mi nè quý cô chú. Cực kỳ xinh quý anh chị em. Một cái màu đỏ cánh kép quý anh chị em. Chiều cao của cây là được 92 ha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 12 thì cũng là một cây trà mi ha. Tán ngang của mình là được 49. Hoành cây này là được 8 nha quý cô chú anh chị. Thoát thân cây này là được 25. Mã số 12 này em xin giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 300.000. 300.000 em sẽ bao phí vận. Ô 350.000. 350.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha quý cô chú anh chị. Cây này thì đi rút cái chậu trong này nha quý cô chú. Cái chậu ở ngoài em chỉ để điểm cho mình dễ thôi. Tiếp theo mã số 13 là một cây trà mi luôn nhưng mà cây này là cái form lớn nha quý cô chú. Mặt hoa trà mi thì nó rất là nở một chùm hoa quý anh chị em. Hai hoa cái là hoa, rất hoa là đẹp. Nó trùm nó lên được là hầu như là nó ra cặp là nhiều ha. Chiều cao của cây là được 99. Tán ngang như thế này là được 63. Hoành thân là được 8 nha quý cô chú anh chị, gần 9 ha. Hoành thân là gần 9 luôn. Thoát thân cây này là được 27. Rồi mã số 13 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 450.000. 450.000 em sẽ bao gồm cả phí vận chuyển cho mình ha. Hoa trà mi thì nó rất là cái màu nó rất ngọt, bông rất xinh quý cô chú ơi. Tiếp theo mã số 14. Thấy không? 14 là một cây hồng thiên hương ha quý cô chú. Hồng thiên hương, cái loại hoa này là nó thơm nha quý cô chú. Hồng thiên hương là thơm. Cái lá nó giống như lá hồng, lá hoa hồng nhưng mà cái bông nó thì nó giống như những cái bông chuông vàng ha. Chiều cao của cây là được 83 nha quý cô chú. Tán ngang như thế này là được 82. Hoành thân của nó, hoành của nó thì nhỏ ha quý cô chú. Cây như thế này là cũng đã già lắm rồi ha. Hoành thân nó được 6 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây hồng thiên hương mã số 14 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 500.000. Hoa hồng thiên hương là nó thơm nha quý cô chú. Bông nó cũng rất là sai ha. Rộ hoa. 500.000 cho mã số 14 cây hồng thiên hương nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo hồng thiên hương nhỏ nha quý cô chú. Mã số 15 là hồng thiên hương nhỏ, cây cũng đang cho nụ ở trên cây nha. Cây này thì nó chưa lên nụ, cây kia nó lên nụ ha. Cây này nó cũng gần cho nụ rồi, đọt nó giả xíu là nó cho nụ à. Chiều cao của cây là được 88. Tán ngang của cây là được 56. Hoành của nó là tầm ngón tay út em à quý cô chú ơi, tầm cỡ ngón tay út của em thôi ha. Rồi mã số 15 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 250.000. 250.000 cho cây hồng thiên hương ha. Hoa hồng thiên hương thì nó thơm nha quý cô chú.
Tiếp theo mã số 16, mã số 16 cũng là cây hồng thiên hương luôn nha. Cây này thì nó đang cho lọc và chuẩn bị nó ra hoa nè nha quý cô chú. Chiều cao của cây là được 90. Tán như thế này là được 54. Hoành thì cũng tầm cỡ ngón tay em thôi ha quý cô chú anh chị. Rồi 250.000 cho mã số 16 cây hồng thiên hương luôn ha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 17 mà là một cặp trang ghép ngũ sắc nha quý cô chú anh chị, trang đỏ ha, thân chính của cây là thái đỏ. Này là em ghép 5 màu nha quý cô chú. Cây thì mới vừa ra hoa nhưng mà nó chưa ra đủ mặt mà hoa, nhưng mà em bao mình đủ 5 màu nha. Chiều cao của cây là được 58 ha, cây thì 58 cân đối với nhau. Hoành thân thì cỡ ngón tay trỏ của em thôi. Một cốt giót đoạn chia tay cành quý anh chị em. Cây này thì gồm có màu đỏ thân chính là 1 nè, vàng son là lá nhỏ là 2 nè, trắng là 3 nè quý anh chị em. Hồng phấn nhật là 4, tím sen là 5, xương xương là 5 thì màu. Hiện tại là mình thấy 5 màu, em bao 5 màu ha, nhưng mà có thể nó sẽ ra hơn như vậy, nhưng mà mình tính 5 màu. Rồi cặp mã số 17 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 300.000. 300.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình một cặp trang như thế này ha quý cô chú anh chị. Lô này về quý anh chị em mình nuôi thêm lên là. Tiếp theo mã số 18. Mã số 18 cũng là một cặp ngũ sắc ha, cục ghép ngũ sắc nha quý cô chú. Chiều cao của cây này là được 55. Một cặp rất là đồng quý anh chị em. Cái tán ngang như thế này là được 46 ha. 46 hoành thân thì cũng tầm cỡ ngón tay thôi nha quý cô chú, ngón tay nhỏ của em thôi. Chia tay cành rất đẹp á. Cây thì một cốt giót ngọn hết tất cả ha. Rồi mã số 18 này em xin giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 300.000. 300.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho một cặp trang như thế này nha quý cô chú. Tiếp theo mã số 19 cũng là một cặp trang luôn ha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là được 57. Tán như thế này là được 47. Cây thì nó tương xứng cân đối với nhau hết ha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 19 em xin giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 300.000. 300.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha. Cái này nó có vàng nghệ lá thái nè quý anh chị em. Tiếp theo mã số 20 cũng là một cặp trang luôn nha quý cô chú. Này có hồng phấn nhật ha. Chiều cao của cây này là được 55. Tán như thế này là được 40 nha quý cô chú anh chị. Hoành thì cũng tầm ngón tay em thôi ha. Rồi mã số 20 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là một cặp trang ngũ sắc cũng là 300.000 bao phí vận chuyển nha. Cây thì chi mâm sẵn rồi, cái này mình về mình chỉ cần dưỡng cho nó lớn lên là được rồi. Tiếp theo mã số 21. 21 là một trang ngũ sắc nhưng mà cái form lớn nha. Này em cũng còn có 4 cây nữa hết rồi quý cô chú ơi. Còn có 4 cây nữa là hết hàng luôn. Chiều cao của cây là được 78. Tán như thế này là được 59. Hoành thân của cây là được 6 nha quý cô chú. 7 mình tính 6 đi ha. Hoành 6 ha. Rồi mã số 21 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 250.000. 250.000 cho mã số 21 cây trang đỏ ghép ngũ sắc ha. Rồi tiếp theo mã số 22. 22 cũng là cây trang đỏ ghép ngũ sắc ha. Cây thì được chia tay mâm ha quý cô chú anh chị. Lô này đang lên búp à. Về quý anh chị mình là có hoa chơi. Chiều cao của cây là được 76. Tán như thế này là được 61. Hoành thì cũng tầm 6 đi quý cô chú ơi. Hoành nó dao động từ 6, 7 ha. Tính 6 ha, hoành 6. Rồi mã số 22 này em xin giao lưu vẫn là 250.000. 250.000 em sẽ bao phí vận chuyển luôn ha. Tiếp theo mã số 20. Này mấy rồi? 23. 23 cũng là một cây trang đỏ ghép ngũ sắc luôn ha. Chiều cao của cây này là được 68 quý cô chú. Tán ngang của cây này là được 62. Cây này chia mâm đẹp quá. Hoành thân cây này là gần 6 chứ chưa được 6 nha quý cô chú, gần 6 ha. Rồi mã số 24, 23 này em xin giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 250.000. 250.000 em sẽ bao phí vận chuyển luôn ha. Tiếp theo mã số 24 cũng là một cây trang đỏ ghép ngũ sắc luôn nha quý cô chú. Hiện thời trên cây mình thấy trước mắt là được 3 4 mặt hoa, 5 mặt hoa ha. Chiều cao của cây là được 72. Tán như thế này là được 64. Hoành thân là được 7 nha quý cô chú anh chị. Được 7 ha.
Rồi mã số 24 này em xin giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 250.000. 250.000 em sẽ bao phí vận chuyển luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 25, 25 là một cây chuỗi ngọc nha quý cô chú, cây đang cho lộc nha. Cái dòng chuỗi ngọc này nó hết bông thì nó sẽ cho trái như thế này nha quý cô chú. Cái trái nó chín ra thì nó sẽ là màu vàng. Chiều cao của cây là được 1m25. Tán ngang như thế này em đo xích xích vô trong đi, ở ngoài do cái nhánh nó xè quá. Xích vô trong là em tính nhánh được 95 nha quý cô chú. Hoành thân á, nó mắc kẹt cây. Hoành thân là được 7 quý cô chú ơi. Hoành thân được 7 ha. Rồi mã số 25 cây chuỗi ngọc này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 400.000. 400.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha quý cô chú anh chị. Cái chuỗi ngọc này mình chơi bông quanh năm quý cô chú ơi. Nó ra trái cũng đẹp ha. Trái nó chín nó sẽ màu vàng. Tiếp theo mã số 26. 26 cũng là một cây chuỗi ngọc luôn nha quý cô chú. Thân một cốt nha. Cây này hoa màu tím à, chai viền trắng rất đẹp quý anh chị em. Chiều cao cây này cũng 1m25 luôn quý cô chú ơi. Tán ngang của cây là được 75. Do nó cao quá, nó cao quạt quẹo. Chói hai ba cây mà cũng không lợi nữa. Hoành thân thì được 5 nha quý cô chú anh chị. Thoát thân thì rất là cao ha. Rồi mã số 26 này cây chuỗi ngọc em xin giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 400.000. 400.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là một cây mã số 27 là một cây khế gân nha. Chiều cao của cây là được 62. Hoành thân là được 19 nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 27 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 200.000. 200.000 mình về mình trồng chừng chừng một tháng nữa là nó có trái rồi quý cô chú ơi. Cây này nó dễ có trái ha. Về quý chị em mình vô dây à. Rất đẹp. Vô dây à, vô dây cũng được mà mình để gì mình à, nó ra tự nhiên mình ăn trái cũng được. Tiếp theo là mã số 28 cũng là một cây khế gân luôn nha quý cô chú. Chiều cao của cây là được 58. Tán của cây là được 35. Hoành của cây là được 20 nha quý cô chú. Rồi mã số 28 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 29. 29 cũng là một cây khế gân ha. Nhưng mà cái tông nó lớn hơn ha quý cô chú anh chị. Vậy mình vô dây. Đây cây này tới Tết là dư ăn trái rồi. Chiều cao của cây này là được 69. Cây này cũ to ha. Đo xích trên này đi. Xích trên này em đo là hoành được 24 nha. Xuống dưới đây chắc nó to hơn. Xuống dưới đây hoành tới 28. Rồi mã số 29 em xin giao lưu với quý cô chú mình là 300.000. 300.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha. Tiếp theo mã số 30. 30. 30 cũng là một cái khế gân luôn nha quý cô chú. Cây này nó có một cái dáng nè. Dáng bay ra đó ha. Chiều cao của cây là được 65. Cây này cái rễ lắc lượng ha. Hoành thân là được 21 quý cô chú ơi. Hoành thân được 21. Rễ nó cũng rất có duyên nha quý cô chú. Rồi mã số 30 này em xin giao lưu là 300.000. 300.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 31 là một cây cốc thái nha. Cốc thái dòng này rất là dễ có trái, nó lên bông rồi vài bữa là có trái nha quý cô chú. Chiều cao em tính từ mặt phôi xuống là được 40. Hoành thân là được 23. Rồi mã số 20. Ủa xin lỗi, 31 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 200.000. 200.000 em sẽ bao phí vận chuyển nha. Cái dòng cốc thái này mình có thể ăn lá thì ăn trái nha quý cô chú. Lá nó mình có thể ăn cùng với cá nướng hay là các kiểu cũng được ha. Bánh xèo đồ cũng được, cái lá nó có vị chua. Tiếp theo mã số 32 cũng là một cây cốc thái ha, lùng lực. Cây thì bạc mầm sống khỏe hết rồi. Chiều cao cây này được 25, 24 quý cô chú ơi. Trên nó cũng dễ có trái, về vài bữa nó có trái. Hoành thân được 25. Mã số 32 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 200.000 luôn. 200.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha. Tiếp theo mã số 33 là một cây mận An Phước nha. Cây cũng đã bạc mầm sống khỏe hết rồi. Chiều cao của cây là được 60. Mận An Phước này nó cũng dễ có trái nha quý cô chú anh chị. Cũng nhanh có trái lắm.
Hoành của cây là được 30 nha quý cô chú. Rồi mã số 33 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 500.000. 500.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình ha. 500.000 cho mã số 33 cây mận An Phước nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 34 cũng là một cây mận An Phước. Mận An Phước là loại dòng mận đỏ nha. Mận đỏ. Cây này nó ra nhánh dạ xíu là nó có trái. Chiều cao của cây này là được 70. Cây này thì nó hơi, cái hoành nó hơi nhỏ hơn cây nãy xíu. Hoành thân của cây là được 25. Rồi mã số 34 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 400.000. 400.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình ha. Cây như thế này về mình không cần lo gì nữa quý cô chú ơi. Tiếp theo mã số 35 là một cây Mỹ Cam nha quý cô chú anh chị. Cây này là cây thuần chậu sống khỏe nha. Chiều cao của cây là được 85. Tán ngang như thế này là được 93. Hoành thân là được 9 nha. Thoát thân của cây này là được 38. Mã số 35 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 36 là một cây cuối clip hôm nay nha. Cũng là một cây Mỹ Cam lùng nha quý cô chú. Lùng lực. Mấy cây này gì mình vô dây là đẹp lắm quý cô chú. Chiều cao của cây này được 65. Tán ngang của cây là được 79. Hoành thân em đo trên đây đi quý cô chú. Hoành thân đo trên đây là được 10 nha. Rồi mã số 36 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 36 này Nhung cũng kết thúc clip hôm nay ha. Rất mong quý cô chú anh chị mình xem clip là ủng hộ nhà vườn cũng như ủng hộ kênh Pháp Thái TV ha quý cô chú anh chị. Mến chào và hẹn gặp lại quý cô chú và anh chị ạ. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chị Bích Nhung nha.